Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. Chương 75, quả nhiên là con ruột. Lúc cái thần tích trời cao ban phước, vận hà đột nhiên xuất hiện được lan truyền, Nam Yển Hầu đang chuẩn bị dịch vụ tà giáo tẩy não, lan truyền hành sáu bạo quân của đương kim bệ hạ tư mã tiêu, chuẩn bị lấy cớ để nổi loạn sáu quận Bắc Bộ. Gã đang chuẩn bị xong xuôi cả, Bước tiếp theo định lấy việc sáu quận phía bắc hè này đại hạn khô hạn để luận chứng tư mã tiêu không được mệnh trời, lưu truyền khắp nơi giấy động lòng dân. Bên cạnh gã có một thần đạo có được mấy phần năng lực, lão thần tiên này quả quyết nói vương triều của tư mã tiêu không được dài lâu, bảo hắn là tên yểu mệnh, còn nam yển hầu gã lại là thiên mệnh chi tử, chỉ cần gã thuận theo thiên mệnh tạo phản, nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Ngoài tính ra được hè này khô hạn, Lão thần tiên còn tính được đông tới mấy quận phía Nam sẽ có hạn tuyết lớn với ôn dịch vào xuân sau. Đây đều là những sự kiện lớn Nam Yển Hầu chuẩn bị dùng để lợi dụng tạo phản. Thế nhưng gã vừa định làm lớn một trận lại xuất hiện chuyện này. Khởi đầu chẳng lành, Nam Yển Hầu tức tối đến bữa sáng cũng nuốt không nổi, sờ chân tóc của mình tìm đến lão thần tiên tra hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là Tư Mã Tiêu không được mệnh trời sao? lão thần tiên cúi rũ mặt mày, khuôn mặt đờ đẫn cả ra, bóp lấy ngón tay rung lắc một hồi như động kinh. Ta quan sát thiên tượng vào ban đêm, bên cạnh tư mã tiêu có yêu tinh xuất hiện. Chính yêu tinh này đã cản trở chuyện lớn của ngài, cần phải tiêu diệt à. Chắc còn phải sống vài năm nữa ở đây, là một nơi làm việc ma vực ở Yến Thành đi, lỡ đâu mai mốt có mấy chuyện như xây kênh nữa thì cũng dễ bề làm. Liêu Đình Nhạn cuối cùng cũng rảnh rỗi nói chuyện với Hồng Loa, cô giúp ta trông coi bên phía ma vực, nếu có kẻ gây chuyện. Ờm, chắc cũng chả ai dám gây chuyện, mấy năm nay đã thiêu bớt mấy tên gây chuyện cũng hòm hòm rồi. Hồng Loa ngồi trên bệ cửa nói chuyện với cô với tư thế có thể ngả ra sau bất cứ lúc nào. Nàng nói, chuyện này thì ta không lo, chỉ là cái nơi xó xỉnh này một chút linh khí cũng không có, bảo người ta sống ở đây lâu dài chắc chắc không ai chịu đổi ca mỗi năm một lần được không? Còn nữa, mình cô ở đây ta cũng không yên tâm, đợi một thời gian nữa mang con dai với thú cưng của cô qua luôn. Liêu đình nhạn, ê, cô đem tụi nó tới rồi ta nói sao với tư mã tiêu? Nói với hắn bé na này tên là Ti Ti, đứa con mồ côi của ngài, tuy là có thể biến thành một bé trai rất giống ngài nhưng thật ra không phải con ruột ngài, con cáo này tên là Ngang Ngang, là thú cưng quý hiếm hồi đó ngài tặng tả nhưng bị ta cho ăn nhiều quá biến thành hồ ly heo hồng loa mặc kệ hắn cô óng ẻo cái là được chứ gì cô coi đó hắn bị cô mê hoặc quay vòng vòng như trong chóng rồi cô nói gì mà hắn chẳng ừ hử liêu đình nhạn nói thật chứ hình như mình mới bị hắn mê hoặc cho quay vòng vòng như trong chóng lần trước suýt nữa không điều khiển nổi hơi thiếu niên dễ manh động ghê Hồng Loa vừa nói chuyện phiếm với cô vừa liếc mắt ra cửa, tuy nàng cũng có thể cảm nhận được mùi ai đó xuất hiện, có thể tránh mặt đi trước nhưng nếu nàng đối diện với tên Tư Mã Tiêu không còn là ma chủ thì tiềm thức vẫn có chút kính sợ. Nói tóm lại là có chút sợ sút quần ấy. Hồng Loa, được rồi, tạm tạm rồi, ta đi trước đây, tự cô chú ý vào đấy. Hồng Loa đi chưa được bao lâu thì Tư Mã Tiêu tới, ngày nào hắn cũng phải dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh liêu đình nhạn còn liêu đình nhạn gần đây đau đầu vì chuyện ăn uống ngủ nghỉ của hắn muốn tên tổ tông này ăn chút gì đó còn khó hơn muốn thằng cháu trai mấy tuổi hồi đó của cô ngoan ngoãn ăn cơm hết cách cô chỉ có thể đợi mỗi tối sau khi hắn đi ngủ tác động khiến hắn ngủ say hơn sau đó nhân cơ hội đút cho hắn chút linh lộ gì đó để tẩm bổ rồi lại dùng thần hồn nhẹ nhàng vỗ về thần hồn đang tổn thương của hắn giảm số lần hắn lên cơn đau đầu. Tất cả những chuyện này trong mắt Tư Mã Tiêu thì là mỗi đêm hắn ngủ cạnh Liêu Đình Nhạn đều ngủ mê man, mà sau khi tỉnh dậy còn cảm thấy mình tỉnh táo sảng khoái hẳn ra, tinh lực dồi dào, cũng không còn đau đầu nữa, ngày nào cũng ngủ thật say. Vì thế mà hắn còn từng suy nghĩ, yêu quái loại nào không hút linh khí của người mà còn có ích. Không biết sao hắn lại mắc kẹt với cái hình tượng yêu quái đó. Qua mấy hôm, chỗ xử lý công việc ma vực ở Yến Thành đã được làm xong. Mười ma tướng dẫn theo hơn ngàn ma tu chính thức nhập cư. Họ tới đây tất nhiên phải tới bái kiến ma chủ trước. Đúng khi Liêu Đình Nhạn đang ngồi trong hoa viên ngắm hoa uống trà, lúc này mây đen kéo tới, một đám ma tu rớt lộp đột xuống như há cảo, một chốc mà đứng chật cả hoa viên, nếu không phải đều đã ẩn thân thì chắc sẽ gây ra bạo loạn. Liêu Đình Nhạn vẫn điềm tĩnh, cho những công nhân không chút cảnh giác xung quanh tránh xa khỏi chỗ đó. Một mình cô vờ như hưởng thụ cảnh đẹp, thực chất là đang nghe ma tướng trước mặt bẩm báo. Ma tướng đang nói họ đang sống gần ngoài thành, nói được một nửa thì khựng lại. Liêu đình nhạn nhìn ra, thấy tư mã tiêu đang vô cảm bước tới. Nhận thấy các ma tướng đều âm thầm lùi về sau một bước, hơn nữa còn âm thầm im lặng. Liêu đình nhạn thầm nghĩ uy quyền của tổ tông đúng là thâm hậu dù biến thành như thế này rồi vẫn khiến người ta rụt cổ dù sao hắn cũng không nhìn thấy đám ma tu ma tướng bặm trợn này liêu đình nhạn rất điềm tĩnh coi như họ không tồn tại nói với tư mã tiêu sao bệ hạ lại sang đây lúc này đang lẽ hắn phải ở tiền triều nghe đám đại thần ca ngợi mới đúng chứ đúng là ban nãy tư mã tiêu đang nghe đám đại thần nói mấy chuyện nhảm nhí nhưng hắn nhìn thấy mây đen răng kín trên cung điện thầm cảm thấy không ổn liền tới thẳng đây xem kết cục hắn nhìn thấy được gì? Hơn ngàn tên ăn mặc kỳ quái, nhìn là biết không phải thứ gì tốt lành đang bao vây Liêu Đình Nhạn. Hắn vốn nghĩ là Liêu Đình Nhạn gặp phải nguy hiểm nhưng quan sát kỹ thì lại phát hiện hình như những người này đều rất tôn kính Liêu Đình Nhạn, giống với thuộc hạ tùy tùng của cô hơn. Hơn nữa, từ những phản ứng không có gì khác thường của những cung nhân đằng xa, hình như những người khác đều không thể nhìn thấy họ. Từ mã tiêu nhanh chóng hiểu rõ tình hình hiện tại, hắn cũng là như không nhìn thấy những người này lướt qua từ giữa họ đi thẳng tới chỗ liêu đình nhạn liêu đình nhạn thấy tư mã tiêu đi lướt qua đám người không chút lạ thường các ma tu tự giác lui ra nhường đường cho hắn còn hắn thì đi đến ngồi cạnh bên cô bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ liêu đình nhạn lại làm sao nữa cô vờ uống nước ra giấu cho những ma tướng bên cạnh bảo họ tiếp tục ma tướng tiến thẳng một thước sau khi cách xa tư mã tiêu một chút mới thấp giọng tiếp tục nói còn tiểu điện hạ tới trễ hơn chúng thuộc hạ một chút cũng sẽ nhanh chóng đến đây tiểu điện hạ chính là rắn đen liêu đình nhạn vịn chán cảm thấy đau đầu bây giờ cô chỉ mong lúc ti ti đến đường biến hình thành mãng xà nếu không thì khó giấu lắm tư mã tiêu nghe thấy người bên cạnh nói chuyện lại nhìn liêu đình nhạn diễn tuồng chớp chớp mắt Liêu Đình Nhạn thật sự cảm thấy Tư Mã Tiêu ở đây cứ dị dị, tự dưng thấy áp lực rất lớn, thế nên cô cũng không nói nhiều nữa, bảo thuộc hạ giải tán. Cô nào có biết thuật che mắt thông thường thế này có thể giấu được người bình thường, lại không giấu nổi Tư Mã Tiêu, dù có là người phàm thì hắn cũng không phải người thường. Đám ma tu lại cưỡi mây đen đi mất như lúc đến, không biết có nhầm lẫn gì hay không. Liêu Đình Nhạn thấy họ đi có hơi nhanh cứ như có hung thú đang đuổi theo sau đít vậy. Từ Mã Tiêu bình thản ngồi đó nhìn đám người bay đi. Biết bay, quả đúng là yêu quái. Từ Mã Tiêu lại quan sát Liêu Đình Nhạn thêm lần nữa, trông cô có vẻ rất lười, không giống kẻ có tiền đồ gì, nhưng mà trông thấy tình hình ban nãy, có lẽ cô còn là một yêu vương vai vế không hề thấp. Bệ hạ bình thản nghĩ, có hơi ngoài dự tính. Nửa đêm liêu đình nhạn để tư mã tiêu bên cạnh ngủ say như thông thường sau đó vừa định đi ngủ tiếp đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ cộc 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 có người đang gõ cửa không phải là ti ti đấy chứ liêu đình nhạn ngồi dậy từ trên giường hắt tay mở cửa từ xa quả nhiên một cái đầu đen tròn tròn thò từ ngoài cửa vào rắn đen lại đến trong hình dạng một đứa nhóc Tuy mấy năm nay vóc dáng với IQ vẫn y vậy nhưng ít nhiều gì cũng có chút tiến bộ. Ti Ti leo từ ngoài cửa sổ vào, còn ôm một con tuyết linh hồ tròn ụ trong lòng. Tuyết linh hồ ẳng ẳng mấy tiếng, nhào tới liêu đình nhạn như con heo rừng nhỏ, được liêu đình nhạn ôm trong lòng vuốt lông, rắn đen đánh một vòng dưới chân liêu đình nhạn trước rồi mới nhanh chóng đến bên giường, lăn ra đó nhìn tư mã tiêu. Nó nhận ra mùi của chủ nhân, mừng rỡ lăn mấy vòng, lấy đầu ra sức cạ vào cánh tay tư mã tiêu liêu đình nhạn ôm hồ ly heo nhỏ giọng này đừng có mạnh tay quá lỡ mà làm hắn tỉnh còn chưa dứt lời cô đã thấy tư mã tiêu mở mắt ra liêu đình nhạn má sao tỉnh rồi vậy tư mã tiêu nàng ấy quả muốn giấu ta tư mã tiêu liếc nhìn vẻ mặt cứng đờ của liêu đình nhạn rồi lại nhìn thằng bé ánh mắt đầy thân thiết và hâm mộ bên cạnh mình thằng nhóc này có khuôn mặt y hệt hắn bảo không phải con ruột hắn còn không tin vào lúc này trong lòng tư mã tiêu cuối cùng cũng tin mấy lời nhảm nhí tình định tam sinh mà liêu đình nhạn nói chắc đây là đứa con trước kia ta với nàng ấy sinh ra trong bầu không khí yên tĩnh cứng đờ tư mã tiêu nhấc rắn đen bên giường lên nắn nắn má nó xem thật kỹ càng sau đó lại trấn tĩnh nói đã tới rồi thì ở lại đi liêu đình nhạn Liêu Đình Nhạn, ạc, à, nó là, ngài nhớ nó là ai rồi sao? Từ Mã Tiêu đoán ra rồi. Liêu Đình Nhạn, nhưng mà ta thấy ngài vẫn chưa đoán ra đâu. Từ Mã Tiêu không cho cô cơ hội giải thích, ta biết cả rồi, nàng không cần giấu nữa. Liêu Đình Nhạn, ngài biết cái gì rồi cơ? Từ Mã Tiêu biết nàng rất yêu ta, nếu không sao lại mang theo con tìm đến đây, tới yêu quái mà cũng không làm chạy đến đây làm quý phi của hắn, quả là rất yêu hắn. Liêu Đình Nhạn, ông vẽ cái gì trong đầu vậy? Sao cô không có thuật đọc tâm hồi trước của Tư Mã Tiêu vậy? Ngày hôm sau, Tư Mã Tiêu mang rắn đen đi thượng triều. Làm cả đám đại thần sợ mất mật. Thằng bé này là ai? Nhìn mặt thì chắc chắn là con ruột của Bệ hạ nhưng nó cũng phải 5 tuổi rồi, Bệ hạ mới 16, có nghĩa là 11 tuổi Bệ hạ đã u uê, tuy là cũng có người 12 tuổi thành ra lập thất nhưng 11 tuổi đã làm con người ta đẻ được, bệ hạ đúng là có. Tài năng trời phú Từ mã tiêu đưa rắn đen đến trước mặt các thần tử của mình, cũng không quan tâm họ có chấp nhận được không. Nói với một giọng điệu nghe có vẻ không quan tâm lắm nhưng thực ra vẫn cực kỳ tuyệt diệu, con của cô. Các đại thần, quả nhiên là con ruột. Không hổ là bệ hạ làm ra thần tích. Cả nhóm người nhìn nhau khó hiểu một hồi, tất nhiên vẫn lựa chọn khen đã rồi tính. Hơn nữa vị tiểu điện hạ này ngoan ngoãn ngồi đó không nói câu nào, đúng là hoàn toàn không giống cha ruột của nó, đúng là cảm động xuất sắc. Tiền hoàng mất sớm, từ mã tiêu nhỏ tuổi kế vị, không ít đại thần nhìn hắn từ một thằng nhóc dần dần trưởng thành. Từ nhỏ hắn đã mang cái dáng vẻ chết bầm bạo lực đụng chút là giết chóc, làm gì mà ngoan ngoãn như tiểu điện hạ này. Tốt thật, Xem ra là một người kế nhiệm dễ khống chế, chỉ cần trụ vững qua một đời của Tư Mã Tiêu, đến đời tiếp theo thì ngày tháng tươi đẹp của họ đã tới. Các vị đại thần không hề biết, nguyên hình của Tiểu Điện hạ là một con rắn còn to hơn cả cung điện, một đớp có thể nuốt hết toàn bộ bọn họ vào trong bụng mà còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa. Không biết mẹ ruột của Tiểu Điện hạ là ai? Tư Mã Tiêu, Quý phi hắn nhớ tới cái dáng vẻ ngang đầu cứng cổ rất ngại thừa nhận của Liêu Đình Nhạn rồi phì cười, cảm thấy ưng thẳng bé câm này hơn nhiều. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là nàng ấy sinh ra, còn cất công mang tới cho kẻ làm cha như hắn coi mặt, dáng mà nuôi cho nàng ấy vui là được. Mọi người liền bừng tỉnh, biết ngay mà, sao mà khi không không có chuyện gì lại mọc ra một quý phi được, thì ra đã có duyên từ trước rồi, còn âm thầm sinh con nữa chứ. Quý phi kia cũng ghê gớm thật, nhìn thấy im hơi lặng tiếng, tuổi tác cũng không bao nhiêu, không ngờ lại chịu chơi tới vậy. Lời đồn nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung, quý phi đang ăn hạt dưa rớt cả hạt dưa. Má nó lại bị ném đá nữa. Từ Mã Tiêu, một đạo lữ đi đến đâu cũng phải làm ô uế thanh danh cô. Chương 76, ta đau. Được thôi, ta buộc phải nói cho ngài biết thằng bé này thật ra không phải do ta sinh ra. Liêu Đình Nhạn thử bình tâm nói lý với bệ hạ 16 tuổi. Bệ hạ ngồi đối diện cô, nghe thì cười lạnh, đừng có giả dối nữa, khuôn mặt thằng bé này trông y hệt ta, hai mắt lại cực giống nàng, nàng chối bay chối biến cái gì, chối thì chuyện này không tồn tại sao? Liêu Đình Nhạn, tôi không chối chuyện này cũng không tồn tại nha. Rắn đen ti ti ngồi giữa đôi đạo lữ, nằm ườn ra bàn lắc chân trông như thằng bé đáng thương có bố mẹ ly hôn mịt mù không biết tương lai đi đâu về đâu liêu đình nhạn cũng mù tịt nhìn kỹ khuôn mặt của rắn đen nghĩ thầm cặp mặt này giống mình hả sao mình không thấy vậy trước kia mỗi tết về quê cứ nghe thấy có người nói cô em họ ở nhà giống mình ở đâu đó nhưng không lần nào nhìn ra được lúc này đây cô không khỏi nghi ngờ có phải mắt mình không tốt lắm không không lẽ ai cũng nhìn ra, chỉ có mình nhìn không ra? Cô nhớ tới đám người ma vực mấy năm nay không hề nghi ngờ quan hệ mẹ con của cô với rắn đen. Liêu Đình Nhạn, nó đích thực là do một mình ngài tạo ra. Đút cả đống máu cho thành rắn biến dị, cuối cùng cũng không biết làm gì khiến nó biến thành hình người. Từ Mã Tiêu, càng nói càng khác thường. Hắn nhìn Liêu Đình Nhạn với khuôn mặt nắm giữ tất cả chân lý thế gian, hoàn toàn không tin lời thành thật của cô. Đúng đấy, trên đời này lời nói thật lại khiến người ta khó mà tin được. Thật ra dù có là bệ hạ 16 tuổi hay sư tổ mấy trăm tuổi, bọn họ đều giống hệt nhau, vừa cố chấp vừa có cái tôi lớn, cảm thấy trên đời này mình là ngầu lòi nhất, tất cả những người khác đều đần độn, cũng chỉ tin vào thứ mình cho là đúng. Ví dụ như trước đây bảo đã là yêu mình cô thì phải cho cô tất cả mọi thứ, bây giờ một mực khăng khăng cô là yêu quái, cô có giải thích thế nào cũng không nghe đúng là đau đầu. Thôi sống cho qua ngày đi, còn làm được gì nữa? Được thôi, ta sinh đó, con ngài, được rồi chưa? Liêu đình nhạn hết muốn giải thích. Từ mã tiêu nói như đã sớm lường trước, ta đã nói mà, nàng không gạt nổi ta. Thằng ông nội này còn đắc ý lắm. Hứ, sao gợi đòn ghê? Có điều liêu đình nhạn nhìn khuôn mặt non trệt không biết trời cao đất dày của đạo lữ, thầm cười lạnh. Được lắm, tổ tông, ngài nhận rồi đấy nhé, đợi lúc tự ngài nhớ lại xem xem lúc nghĩ tới đoạn này ngài sẽ có cảm tưởng gì. Nghe thấy tiếng tự mình và mình không? Nghe thấy mình của trước kia phát ra âm thanh đã đời ghê không? Tôi đợi đó. Từ mã tiêu đón nhận đứa con dai đột nhiên lòi ra, cũng đón nhận con thú cưng cáo bị biến thành heo của liêu đình nhạn. Đôi lúc khi nằm cũng cô cũng sẽ tiện tay xoa xoa lông hồ ly heo nhưng vẫn thích nhất là sợ eo Liêu Đình Nhạn. Chớp mắt Liêu Đình Nhạn đã tới đây được một tháng, đợt bộc phát mỗi tháng của Linh Hòa đã đến như thường lệ khiến cô đau đến mặt mày trắng bệch, nằm liệt trên giường bất động. Từ mã tiêu nhận ra sự khác thường của cô, cho người đi triệu y giả tới, Liêu Đình Nhạn nắm lấy tay hắn, không có ích gì đâu, họ không thể xem ra được gì, cũng không có cách nào làm đỡ được. Giọng cô yếu ớt, lim dim mắt nói. Từ Mã Tiêu nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng bức bối tức giận không kiềm được, rốt cuộc là sao, sao nàng lại như thế này? Liêu Đình Nhạn cuối cùng cũng nhìn hắn. Lúc trước từng bị thương. Từ Mã Tiêu u ám mặt mày, giọng điệu bừng lửa giận, là ai, kẻ nào đã làm nàng bị thương? Liêu Đình Nhạn đột nhiên dùng sức bóp lấy tay hắn, chính là ngài. Từ Mã Tiêu quả quyết không thể nào. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì đã phản bác, hắn có một sự tự tin mù quáng, cảm thấy trên đời này sẽ không có ai bảo vệ nữ nhân trước mặt được như hắn. Liêu đình nhạn đau đến khó chịu, nhớ đến nỗi đau mỗi tháng trong vòng những năm nay, lại nhớ đến khoảnh khắc khi ấy bắt được thần hồn của tư mã tiêu, lòng thầm giận dữ, cô hít một hơi rồi nói, lúc trước ngài cực kỳ lợi hại, có ngài bảo vệ ta, không ai có thể đụng tới ta, vì thế người duy nhất có thể làm tổn thương ta chỉ có mình bản thân ngài. Ngài từng giết ta một lần. Giọng nói Liêu Đình Nhạn rất bình tĩnh nhẹ nhàng, không hời hợt như thường ngày. Không thể nào, Từ Mã Tiêu vẫn cứ nói như thế. Liêu Đình Nhạn, lúc đó ngài sắp chết, ngài muốn ta chết cùng mình. Từ Mã Tiêu im lặng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Liêu Đình Nhạn không lên tiếng, hắn đã do dự, vì hắn nghĩ đến tình cảnh đó. Không chắc chắn mình sẽ làm như vậy hay không. Hiện giờ ở một mức độ nào đó mà nói, hắn là một Tư Mã Tiêu suy xét tốt hơn trước đây, vì thế sự do dự của hắn chứng tỏ hắn có thể thật sự đã từng muốn giết cô. Liêu Đình Nhạn nhận ra mình lại không hề sợ hãi. Đúng vậy, đây mới là Tư Mã Tiêu. Thế nhưng lúc đó sao hắn lại cứ phải hy sinh bản thân mình để dành lại mọi thứ cho cô chứ? Tư Mã Tiêu cúi người, nâng giữ khuôn mặt của Liêu Đình Nhạn. Nàng không lừa ta chứ? Liêu Đình Nhạn, 17 năm trước, ngài quả thật từng giết ta một lần. Con người Tư Mã Tiêu không chịu nghe nói thật, bây giờ cô nói dối hình như hắn lại tin, nhíu mày ôm lấy cô, nhất thời không biết nói gì, chỉ chầm chậm, chậm vuốt tóc vỗ về cô. Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Liêu Đình Nhạn lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng ngắn ngủi, hắn ôm cô ngồi trong đầm nước xanh biếc, cả người cứ như đang bốc cháy còn cô thì đang nhìn hắn, nước mắt vương đầy khóe mắt, lắc đầu nói gì đó với hắn, trông hình như đã sắp đổ quỵ so với một người bình thường thích nằm lăn ra đó, thì hình như có gì đó vụn vỡ trong mắt cô. tư mã tiêu ngẩn người, giữ lấy lòng ngực bức bối. đó là gì? là ký ức trước kia của hắn sao? liêu đình nhạn bắt lấy tay tư mã tiêu, hắn hoàn hồn, nắm chặt lấy tay cô, giọng điệu đã chậm hơn nhiều. Có thể là giọng điệu dịu dàng nhất cả cuộc đời hắn, thật sự đau lắm sao? Liêu Đình Nhạn hít một hơi, thật sự rất đau. Ta đau quá, Tư Mã Tiêu, ta đau lắm. Lúc trước không đau như vậy, 17 năm trước đó, lúc không có Tư Mã Tiêu ở bên, đến những ngày đó cô sẽ tìm một hồ nước để ngâm mình, đau điếng thì lớn tiếng mắng Tư Mã Tiêu, cảm thấy hình như cũng không khó chịu tới vậy, thế nhưng bây giờ kẻ đầu sỏ Tư Mã Tiêu đang ở bên cạnh. Cô đột nhiên lại thấy đau đớn lạ thường, khiến cô cực kỳ muốn để Tư Mã Tiêu đau cùng với mình. Cô đã làm được, lúc cô nói mình rất đau với chất giọng yếu ớt, cô nhìn thấy vẻ mặt của Tư Mã Tiêu, bỗng chốc cảm thấy hình như hắn cũng rất đau, lại không kiềm được mà hơi mím môi. Lúc này cô lại mềm lòng mất rồi. Thôi bỏ đi, cố tình gây với hắn để làm gì, Tư Mã Tiêu vốn là người như thế, hơn nữa chắc trong mấy trăm năm trước đó Giờ phút nào hắn cũng đã phải chịu đựng nỗi đau này. Hắn không sợ đau như cô há chẳng phải là do hắn đã quen rồi hay sao? Liêu Đình Nhạn không nói gì nữa. Từ mã tiêu hình như lại càng khó kiểm được hơn, làm gì thì nàng mới đỡ bớt. Liêu Đình Nhạn ngâm mình trong nước đỡ hơn một tí. Thật ra là không phải, cần phải ngâm mình trong linh trì lạnh băng mới được nhưng ở đây không có linh trì như thế hơn nữa cơ thể người bình thường ở cạnh linh trì sẽ bị khí lạnh lan vào, tư mã tiêu bây giờ không thể chịu được thứ này. Nghe thấy cô nói như thế, tư mã tiêu bế cô tới một tuyển trì phía sau tử tuyển cung, hắn bế cô bước vào, cùng ngâm trong hồ, cạ môi lên chán cô, có đỡ hơn chút nào không? Liêu đình nhạn tựa trong lòng ngực thiếu niên của hắn, khịt mũi tiếp tục lừa hắn, đỡ hơn rồi. Nước hồ trong veo, y phục của họ quấn lấy nhau trong nước, trong lúc cả người đau đớn âm ỉ, Liêu Đình Nhạn nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Hình như chỉ có khi bị cơn đau kích thích, ký ức của cô mới có thể từng chút quay về. Cô nhớ lại lúc ở canh thần tiên phủ, lúc đó tư mã tiêu cũng thích ngâm mình trong nước. Cô nhớ lúc mới ban đầu hắn ngâm mình ở Hàn Trì, cực kỳ lạnh lẽo, đến cô còn không thể chịu nổi, thế nhưng sau này không biết từ bao giờ hắn lại bắt đầu tìm đại một cái hồ nước để ngâm mình. Tại sao vậy? hình như là vì lúc đó dù tư mã tiêu ngâm mình ở bất cứ đâu cũng muốn cô ở cùng vì cô không chịu nổi hàn trì nên hắn chỉ tùy ý tìm một hồ nước thông thường sao sau nhiều năm xa cách liêu đình nhạn đột nhiên hiểu được tư mã tiêu năm đó ngắm nhìn cô bên khe suối tâm trạng của hắn khi ấy có giống cô bây giờ không có khi lúc đó hắn cũng phải chịu đựng nỗi đau còn gấp trăm lần cô chỉ là hắn vẫn có thể tựa vào đó không thay đổi sắc mặt nhìn cô mỉm cười đưa tay nói với cô, tới đây nào. Bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy đó chỉ là sự mãn nguyện và lười biếng sau giấc ngủ chưa thôi, một khoảng thời gian bình thường mà thoải mái. Lúc đó, họ không hề thấu hiểu nỗi đau của nhau. Từ Mã Tiêu trong hồi ức đột nhiên biến mất, chàng thiếu niên Tư Mã Tiêu không nhớ gì bây giờ đang im lặng giúp cô lau đi nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Thật sự đau đến vậy sao? Lông mày hắn bắt đầu nhíu lại cẩn thận lau nước mắt cho cô xong lại hôn nhẹ lên mắt đầy xót xa rõ ràng chỉ mới là một thiếu niên mà thôi rõ ràng là một bạo quân không biết thế nào là thương xót liêu đình nhạn hít thở ngẩng đầu đi tìm môi hắn tư mã tiêu gạt lọn tóc ướt bên má cô giữ lấy đầu cô mà hôn liêu đình nhạn ôm chặt lấy cổ tư mã tiêu hai tay ôm lấy lưng hắn hắn ôm cô tựa vào thành hồ tóc trôi trên nước Bàn tay ôm cô dần vuốt ve sống lưng. Liêu Đình Nhạn đột nhiên cảm thấy cơn đau do linh hỏa gây ra trong người dần đỡ hơn, cô rời môi Tư Mã Tiêu, tựa đầu bên vai hắn thở dốc, "Ta đỡ hơn rồi." "Ưm." Tư Mã Tiêu nghiêng đầu hôn lên cổ cô, đưa mũi cả quanh vành tay cô. Liêu Đình Nhạn, hình như hôn xong không đau như ban nãy nữa. Tư Mã Tiêu suy nghĩ giây lát, đưa tay cởi y phục của cô. Liêu Đình Nhạn, đợi đã. Liêu Đình Nhạn, ta đang đau đấy, ngài bỏ ra đi. Từ Mã Tiêu, để ta thử nào, nàng ngoan đi, đừng ồn. Liêu Đình Nhạn, ta không thử. Liêu Đình Nhạn, ta hôm nay có đau chết, chết ở đây cũng không làm vậy đâu. Liêu Đình Nhạn, ngài thấy đau phải không? Từ Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn, hay là thôi đi nhé. Hồi trước chúng ta lúc đó cũng không thấy ngài đau, đúng là ngài bây giờ vẫn còn nhỏ quá. Tư mã tiêu bóp lấy cổ cô, im miệng. Liêu đình nhạn, ha 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 tương đương. Tư mã tiêu thấy cô cười cùng không thẹn quá hóa giận, hắn nhìn cô cười, lông mày dần giãn ra, trên mặt cũng dần xuất hiện nụ cười, hắn ôm chặt lấy cô đổi một tư thế khác, ngón tay cái lau khóe mắt cô, không đau như trước nữa rồi phải không? Hình như thật sự có hiệu quả, linh hỏa đã bị Tư Mã Tiêu vút xuống mất. Liêu Đình Nhạn nhớ lại ban nãy mình bị cái đẹp dụ hoặc không khống chế được, đột nhiên thấy nhục nhã, cô ôm lấy mặt đập vào vai Tư Mã Tiêu, Tư Mã Tiêu lại cười khúc khích bên tai cô. Hai người họ như hai nhánh rong đung đưa trong nước, quấn quýt lấy nhau lặng lẽ mà dịu dàng. Nàng thật sự rất yêu ta. Trong lúc mơ màng, Liêu Đình Nhạn nghe thấy Tư Mã Tiêu nói như thế, hắn giữ lấy đầu cô, áp sát vào lòng mình. Liêu đình nhạn nhắm mắt rồi cũng ôm lấy hắn, khẽ nói ừm. Nếu như ta không yêu ngài, dù sống ở đâu ta cũng sẽ rất vui vẻ. Nếu như ta không yêu ngài, dù sống ở đâu ta cũng sẽ không vui được tới nhường này. Các đại thần đứng bên dưới tranh luận cả buổi trời cũng chả nghe thấy bệ hạ bên trên nói tiếng nào. Mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại trông lên nhận ra hắn hoàn toàn không hề nghe bọn họ nói. Tuy là trước kia bệ hạ cũng không nghe họ nói được bao nhiêu, dáng vẻ cực kỳ tùy tiện nhưng hôm nay hắn lại đang ngơ ngẩn, một tay đặt ở đầu mũi, khẽ vân vê, không biết là đang nhớ đến chuyện gì, trên mặt lộ ra nụ cười chân thật hiếm thấy. Không giống với bệ hạ cứ không vui là giết người, giống một thiếu niên nhớ tới người trong lòng. Chúng đại thần kinh từ mã tiêu chú ý đến vẻ mặt gặp ma của họ, đứng thẳng lên, các ngươi tự xem mà làm đi, cô phải tới hạ cung nghỉ mát. Hắn mang quý phi sợ nóng lại thích ngâm mình đến hạ cung nghỉ mát. Các đại thần trước kia ca tụng hắn cả một quãng thời gian dài giờ lại bắt đầu đau đớn khóc dòng, bệ hạ bị sắc đẹp mê hoặc. Hết cứu được rồi, chắc chắn là mất nước rồi. chương 77, thì ra là yêu quái giái cá. Hạ cung là nơi được Tiên hoàng xây dựng, là một hành cung để nghỉ mát ngày hè. Tuy Tiên hoàng không bạo lực thích giết người như Tư Mã Tiêu nhưng ngài thích hưởng lạc, còn yêu nữ sắc, khiến các đại thần đau đầu không kém gì cậu con trai. Ngài hạ lệnh xây dựng hành cung tinh tế hoa mỹ lạ thường, hoàn toàn không giống với nét mộc mạc trong hoàng cung Yến Thành. Tòa hạ cung này không lớn nhưng cảnh sắc ở muôn nơi, nằm dưới chân Ly Vân Sơn, nằm cạnh non nước, ngày hè mát mẻ, đúng là một địa điểm lý tưởng để nghỉ mát. Trước kia Tư Mã Tiêu cũng từng đến đây, chỉ là hắn không ở lại đâu lâu, thường chỉ ở đây mấy ngày rồi thôi, lần này đưa quý phi tới, sớm đã lệnh cho cung nhân quét dọn hạ cung cho sạch sẽ, khiến hạ cung đã lâu không ai ở trông như mới. Liêu Đình Nhạn vừa nhìn thấy hạ cung đã thấy rất ổn, nơi thành thanh tĩnh đẹp đẽ hơn vương đô yến thành nóng bức nhiều. Hơn nữa sau hậu sơn hạ cung còn có khe suối, Ngoài việc không có linh khí ra, mọi thứ khác đều giống với họ nước năm xưa bọn họ từng ngâm mình ở canh thần tiên phủ. Mỗi tháng Lưu Đình Nhạn chỉ đo một lần, mỗi lần mấy ngày, mấy ngày còn lại đợt này đều ở trong khe suối hậu sơn hạ cung. Những chuyện khác vẫn ổn, chỉ là phải chú ý không thể để cung nhân ở gần đây, nếu không bất cần đụng phải gì đó thì lại khó xử. Dù gì mấy ngày trước Tư Mã Tiêu mới nghiệm ra chuyện đời, mấy ngày nay thường xuyên giúp cô giảm đau. Dù gì cũng là thiếu niên, hàm vui chút Liêu Đình Nhạn cũng rất thấu hiểu. Điều duy nhất cô không hiểu chính là trước kia lão tổ tông tư mã tiêu rốt cuộc làm sao lại làm bộ làm tịch giả vờ được như vậy. Lúc đó biểu hiện của tên tổ tông ấy như là không thèm quan tâm mấy thứ này vậy. Tiểu bệ hạ thì thẳng thắng hơn nhiều. Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn không dè dặt như trước, sau đó cô lại đột nhiên hiểu ra tư mã tiêu phiên bản trưởng thành trước kia vốn vẫn còn gánh lấy cái gánh nặng tư tưởng của hình tượng sư tổ mấy trăm tuổi, chắc là gánh nặng đó hơi nặng một xíu. Núi non ở nhân gian cũng không có gì khác với núi non ở tu tiên giới, liêu đình nhạn nằm trong nước suối thanh mát nhìn lá xanh trên đỉnh đầu, đưa tay ngắt lấy một nhánh, vỗ vỗ trong nước, tiện tay vung bọt nước lên người tư mã tiêu. Hắn ngồi ở bên cạnh, khoác một tấm áo ngoài màu đen, lười nhác nghiêng đầu né khỏi mấy giọt nước bắn. Nhìn thấy dáng vẻ hắn nhìn mình, Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên công nhận một câu mà Hồng Loa từng nói, hắn bị cô mê mẩn tới thần hồn điên đảo. Trước kia cô vẫn dè biểu câu nói này, con người tư mã tiêu trong mắt người khác là điên cuồng nhưng trong mắt cô, người đàn ông này luôn luôn lý trí, đến chuyện đi chết mà cũng sắp xếp rõ ràng gọn gẽ, người như thế này làm sao có thể thần hồn điên đảo. Thế nhưng bây giờ Thấy ánh mắt hắn chăm chăm nhìn mình, Liêu Đình Nhạn thoáng chốc hiểu được. Hắn quả thật đang mê mẩn mình. Thật ra thời gian cô và Tư Mã Tiêu ở bên nhau không hề nhiều, nếu bảo là hai người yêu đương thì cũng không giống người bình thường yêu nhau, cứ như là nước chảy thành sông vậy, có lẽ đã mất đi chút kịch liệt nồng nhiệt của nam nữ trẻ tuổi. Đến nỗi lúc ấy rất ít khi Liêu Đình Nhạn thấy khó xử, bởi vì biểu hiện của Tư Mã Tiêu quá thản nhiên. Hơn nữa lúc đó tư mã tiêu quả thật quá thông minh quá nhạy cảm, hắn có thể cảm nhận được từng xúc cảm của cô. Tất cả những chuyện khiến cô cảm thấy ngượng ngùng đều sẽ bị hắn hời hợt bỏ qua. Hắn là một thợ săn rất giỏi tạo ra một không gian an toàn, đợi con mồi tự mình chui vào sau đó nhốt lại. Thế nhưng tư mã tiêu của hiện tại đã quên đi những thứ đó, dòng máu chảy trong người hắn bây giờ sẽ không làm hắn đau đớn. Hắn cũng không còn nhớ tới những xích sắt nặng nề của mấy trăm năm trước, không nhớ cái họ tư mã đã làm hắn nếm trải bao nhiêu là máu tanh. Trong ký ức 16 năm mà hắn nhớ được, cô đã chiếm lấy một phần đặc biệt. Hắn không thành thạo trương ra dáng vẻ tất cả đều đang được khống chế. Với cô, còn biết dùng ánh mắt như thế này để theo đuổi cô, ánh mắt nhìn người trong lòng. Đối diện với người tình cách thế như thế này, Liêu Đình Nhạn lần đầu tiên lại có chút ngượng nghịu. Cô nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh ở một phía. tư mã tiêu đi tới, hắn ngồi cạnh cô, một tay trống trong nước, cúi đầu nhìn cô chăm chú, có chút ngang tàng chiếm mất hơn nửa tầm nhìn của cô. Liêu đình nhạn, làm gì thế? Từ mã tiêu không nói gì, hắn mỉm cười, kiểu cười thiếu niên gian trá, hắn vẫy vài giọt nước lên mặt cô. Liêu đình nhạn nhắm mắt theo phản xạ liền cảm nhận được một ngón tay trượt lên má mình đuổi theo vệt nước lăn xuống. Ấu chỉ, liêu đình nhạn thầm nghĩ, tay đột nhiên vóc lấy một nắm nước vỗ lên mặt tư mã tiêu, sau đó lập tức nhanh nhỏ chạy lên bờ, không hề giống với vẻ lười nhác hàng ngày của mình, tránh việc tư mã tiêu có thể sẽ phản công. Cô đứng trên phiến đá lớn trên bờ cười lớn. Tư mã tiêu ngồi trong nước, đưa một tay vuốt nước trên mặt, chỉ tay vào cô, nhòèn miệng chế giễu, ấu chỉ. Liêu đình nhạn. Mấy người là một tiểu bệ hạ mà còn nói tôi ấu chỉ nữa hả? cô âm thầm quay lại ngâm mình trong nước, kết cục tư mã tiêu lập tức tạt một chàn nước vào cô, lấp cả đầu tóc. Liêu đình nhạn, đờ cơ mơ, biết ngay cái thứ này không có tốt lành gì mà. Tư mã tiêu trống xuống nước cười lớn, ha 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 ha. Những ngày tháng ở hạ cung rất nhàn hạ, Liêu đình nhạn qua được mấy ngày đau đớn đó cũng không còn cảm giác cuộn trào nhiều nữa, mỗi ngày đều nằm liệt. Cô không muốn thừa nhận Tư Mã Tiêu đã học hư theo mình lắm, trước kia đối lúc hắn cũng sẽ bắt trước cô nằm liệt nhưng bây giờ có lúc hắn còn liệt kinh dị hơn cô, chắc là đặt áp lực xuống nên tự do bay cao. Có điều dù gì cũng là một tên cẩu hoàng đế, cuộc sống của hắn cũng không thế nào nhàn hạ bình lặng mãi. Đêm hôm nay, Lưu Đình Nhạn phát giác ra có điều không đúng, chầm chậm thức giấc cô còn chưa mở mắt đã dùng thần thức nhìn thấy những người lạ mặt ở các nơi trà trộn vào hạ cung, chắc có lẽ đây được gọi là thích khách. Tầm nhìn của thần thức cô trông xuống, những tên kia động tác nhanh nhẹn, bóng người nấp sau bóng cây trong mắt cô giống như dấu đỏ đánh dấu vô cùng rõ ràng di chuyển trên bản đồ game, vừa nhìn đã hiểu. Cô nhổm dậy, nói bên tai tư mã tiêu, có người tới thích sát ngài kìa. Cô nói tới ba lần tư mã tiêu mới mở mắt ra, Liêu đình nhạn nhìn ánh mắt hắn, nghi là hắn chưa nghe thấy lại bồi thêm một câu. Ngài tỉnh rồi à, bên ngoài có rất nhiều người đến thích sát ngài kìa. Tư mã tiêu ẩm ừ, ôm lấy cô nằm xuống lại, lần này cách bốn tháng mới tới, làm ăn càng lúc càng xa sút Hắn biểu hiện rõ nét dáng vẻ đã hết sức quen thuộc với việc này với vẻ coi thường thế lực địch. Liêu đình nhạn nhìn thấy những chấm đỏ thích khách bị các nội thị nấp ngoài cung điện chém bay, những nội thị đó là hầu cận thân tín của tư mã tiêu bình thường thì ẩn nấp đến lúc giết người thì lộ ra phần hung thần ác quỷ đánh tan nát đám thích khách kia vì thế chút ồn ào bên ngoài rất nhanh đã lặng xuống liêu đình nhạn thời cơ tốt như thế này mà một bà lớn ma vực như mình lại không giao oai được cô thầm thấy đáng tiếc nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chưa được bao lâu lại tỉnh lay tư mã tiêu dậy dậy đi lại tới một tốt nữa Lần này số người khá ít nhưng rõ ràng là lợi hại hơn trước đó. Từ Mã Tiêu ấn ấn Thái Dương, nửa đêm nàng không lo ngủ đi, đừng có đánh thức ta. Liêu Đình Nhạn, ngài có tin không, cái này là ta học ngài đấy. Từ Mã Tiêu kéo cô xuống lại, không có gì đâu, nàng đừng lo mấy chuyện đó. Liêu Đình Nhạn không ngủ được, cô mở thần thức xem trực tiếp tình hình hiện tại, phát hiện có một tên cực kỳ lợi hại đã phá vỡ tuyến phòng đang chạy đến. Ơm, ờ, cung điện của rắn đen đang ở. Lần này họ đến hạ cung mang theo cả rắn đen, dù gì trong lòng bệ hạ, rắn đen bây giờ là kết tinh tình yêu của họ. Phụt, nói tới là mắc cười. Liêu Đình Nhạn, ấy, có một tên thích khách đi đến chỗ Ti Ti rồi. Từ Mã Tiêu ngồi dậy, vô cảm bước xuống giường, giày còn chưa kịp mang đã rút thanh kiếm trên tường đạp cửa đi ra. Liêu Đình Nhạn Đợi với. Ngài biết con giai ngài là yêu quái mà, gấp gáp qua đó làm gì? Liêu Đình Nhạn cũng vội vã đứng dậy theo qua, cô không sợ rắn đen gặp chuyện gì, cô chỉ sợ Tư Mã Tiêu thấy cảnh con giai đột nhiên biến thành mãng xà đen thì bị dọa cho mất mặt. Lỡ mà đứng tim thì cô còn phải học theo Bạch Tố Trinh đi cướp tiên thảo hay gì. Thích khách đó quả thật rất lợi hại lợi hại trong giới hạn người phàm bình thường nhưng gặp phải một con mãng xà đen như rắn đen thì cũng hết cách chỉ có thể ôm hận xuống cửu tuyền lúc tư mã tiêu đến đúng lúc nhìn thấy con mãng xà đen há cái mồm máu ngậm lấy tên thích khách cầm kiếm thật ra rắn đen không thích ăn thịt người nó chỉ quen ngậm cái gì đó kết quả tư mã tiêu lại đột nhiên xuất hiện như thế nó liền nuốt luôn người trong miệng xuống rắn đen chỉ nhổ ra thanh kiếm của tên thích khách. Từ Mã Tiêu nhìn rắn đen. Rắn đen lúc lắc cái người, cảm thấy chủ nhân không thích thấy mình biến thành rắn, vì thế lại ngoan ngoãn biến lại thành thằng bé tóc đen, ngồi trên giường lúc lắc chân. Từ Mã Tiêu tận mắt nhìn thấy mãng xà biến thành người. Liêu Đình nhạn đuổi theo từ sau cũng nhìn thấy cảnh này, không nhịn được ôm mặt. Từ Mã Tiêu quay đầu nhìn cô, sắc mặt phức tạp. Liêu Đình Nhạn đột nhiên lóe lên ý nghĩ trùng khớp ý với hắn, biết được hắn đang tính nói gì liền cướp lời, ta không phải xả yêu. Từ mã tiêu liếc nhìn eo cô nghĩ thầm quả đúng là xả yêu, sau đó hắn nói, không cần giải thích chuyện này với ta, ta không để tâm. Liêu Đình Nhạn, má nó, tôi để tâm đây này. Từ mã tiêu lại dây huyệt thái dương, chỉ vào đứa con trai giả của hắn, sao cái thứ tầm bậy tầm bạ gì nó cũng ăn vô bụng hết vậy nàng không dạy nó không được ăn rác hả? Liêu đình nhạn, từ đầu tới cuối toàn ngài dạy nó đó. Hồi đó ông còn lấy mãng xà đen làm thùng rác, bảo nó xử lý rác kìa. Ông tỉnh ra dùm tôi đi. Từ mã tiêu, lúc không có ta, nàng làm mẹ mà cũng không biết dạy nó sao? Liêu đình nhạn, ta không có gì để nói. Chửi thề. Không biết tại sao không khí lại biến thành gia đình giáo dục con trẻ rắn đen như đứa trẻ ngờ nghịch nhìn thấy bố mẹ cãi nhau không biết làm gì. Tư mã tiêu, bỏ đi, ta cũng đâu có trách nàng. Liêu đình nhạn, ngài còn có mặt mũi trách ta cơ đấy. Tư mã tiêu sở hữu sự sáng suốt mà phần lớn đàn ông đều không có, biết ngừng cãi nhau với vợ đúng lúc, tránh để tan cửa nát nhà. Hắn đứng trước mặt đứa con dai vô tội, nhà cái thứ ban nãy ra, mai mốt đừng có ăn lung tung rắn đen, khè khè, uất ức ghê. Từ mã tiêu, sao con trai ta vẫn chưa biết nói, có phải đầu óc có có vấn đề gì không? Liêu đình nhạn, mấy người hỏi tôi, tôi còn không biết mấy người làm sao mà nó thành như vậy, có vấn đề cũng là mấy người có vấn đề ấy. Phát hiện sắc mặt kỳ diệu của Liêu Quý Phi, từ mã tiêu lại phất tay, bỏ đi, ta cũng có chê trách gì nàng đâu, dù gì cũng là con của chúng ta, không biết nói thì thôi liêu đình nhạn nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp cảm thấy mình có khi không cần phải lên tiếng một mình cái tên này cũng đủ diễn hết cái phim gia đình này rồi tự hắn gây chuyện rồi tự giải quyết luôn hai người quay về đi ngủ tư mã tiêu đột nhiên bóp eo cô nàng biến thành rắn được à biến cái cho ta xem với liêu đình nhạn ta không biến được tư mã tiêu bị thương nên không biến được về nguyên hình à hắn suy đoán hợp lý liêu đình nhạn bởi vì ta có phải xả yêu đâu cô lại đưa ra câu trả lời hợp lý hơn tư mã tiêu nàng đang giận chuyện ban nãy đó hả? không chịu nói chuyện đàng hoàng gì hết vậy liêu đình nhạn coi bộ cái tên này nghe nói thật không vô cô thở dài được rồi xem đây cô biến thành một con rái cá lông bóng mượt ngay trước mắt tư mã tiêu sau đó nghiêm túc nói nhìn thấy chưa đây mới là nguyên hình của ta này giái cá. Tư mã tiêu im lặng, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Một con yêu quái giái cá mới sinh được một con yêu quái mãng xà hà. Hắn bắt lấy quý phi giái cá của mình, ta cảm thấy. Dáng vẻ này của nàng cực kỳ quen thuộc, hình như ta đã thấy nàng thế này rồi. Nói xong trong đầu hắn quả thật xuất hiện một cảnh tượng, cảnh tượng hắn ôm giái cá trong lòng. Hắn ôm lấy giái cá, vào bụng của cô. Từ mã tiêu không còn nghi ngờ gì nữa hết, thì ra là yêu quái giái cá. Liêu đình nhạn, hối hận ghê, đáng lẽ không nên dắt hắn đi ngâm nước, ngâm giờ não uống nước luôn rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.